chuyện sao mà nó đã đi đòi nợ mà tự nhiên vác cái của này về? Giám đốc Thịnh nói cái này rất là quý giá đó bà. Quý cái đầu cậu á. Trời ơi, nhìn là biết là đồ cà ra xí bụi nha. Tự nhiên đâu sừng xa hụt lũ không. Hay là bây giờ mình giữ cái này để mình thế chấp được không ba? Có thế chấp thì cũng phải thế chấp cái đồ nó quý giá. Còn cái này hả? Dục đi không biết có ai lượm hay không nữa. Theo con nghĩ thì cái này, nếu mà người ta nói gì cũng nghe đó thì thôi bây giờ đó, dọn gánh này qua ở với người ta luôn đi. Bà nó không có được. Không, không. Cho con đợi đi. Hai cái đứa này, thôi được đi. Bà nói nha, không có tay chân thoải mái nha. Hư đồ của bà, đồ này là đồ quý đó. Đồ quý gì mà đồ quý cho con đợi. Bà nói đứng im đi chưa? Em thấy bà nói đúng đó. Cái mạo đó nhìn vô là biết giả rồi. Mày đặt giữ cho kỹ vô. Không dám đâu, đồ thiệt đó. Giám đốc Thịnh nói nha, cái mạo là từ thời nhà Minh á, ổng mua bên Trung Quốc đem về luôn á. Cái đó không phải là mạo vua. Cái đó mạo để người ta hát tuồng cải lương. Tối ngày cứ nghe giám đốc Thịnh nói. Nếu là thực sự cái đó mà là mạo vua đó thì nó có một giá trị văn hóa rất lớn, không có thể quy thành tiền được đâu con. Đúng rồi đó. Đâu phải nó có chuyện mà mua là mua đâu. Nhưng mà nếu mà con thích thì con cứ giữ thôi. Nhưng mà làm ơn mau đi lấy tiền giám đốc Thịnh cho ba. Mạo thiệt mà. Sưng xa hư luôn. Để con đợi. Làm chị được có đội hư của ba đó. Làm nè, gì? Trả số trả con. Trả cho ba đi. Nè con nhỏ này lì quá. Con biết cái đó là bằng cái gì không? Đứt hết tóc bây giờ. Có cái gì mà nó cứng cứng ta? Làm chi ơi, cho mình đợi thử thiệt á. Nè tên kia, sao dám giỡn mặt với vua hả? Các khanh hãy bình thân. Trời, cái mạo phát sáng kìa. Cái mạo phát sáng. Anh thôi đi, tào lao cái gì vậy? Rõ ràng anh mới vừa thấy nó phát sáng rồi nè. Đúng không? Con có thấy nó phát sáng mà đúng không? Con đâu thấy gì đâu. Gì kỳ vậy ta? Rõ ràng là chú thấy nó phát sáng mà. Bây giờ con làm thử cho ba coi. 8 cộng 13 bằng mấy? Con giỏi tính cộng lắm mà. Tính thử ba đi. Trời ơi, dễ như húp nước mía vậy đó. Ơi, mà đặt chơi chữ nữa cô nương. Dễ như húp nước miếng. Người ta nói là dễ như húp nước mía. Cái gì cái gì nước miếng nước mía? Người ta nói á là dễ như húp cháo. Dốt mà khoái nói chữ. Vậy là dễ như húp cháo hả bà? Dễ như húp cháo. Ừ, rồi con tính đi, tính được chưa? Dạ chưa, bình thường con giỏi tính cộng nữa mà, có nhiêu đó cộng cũng xong nữa. Mà sao hôm nay kỳ kỳ á, anh tính không ra. Có gì đâu không ra. Thì con cứ 8 cộng 13 con cộng từ từ ra đi rồi nó ra chứ gì. Rồi bây giờ thử nè, 8 cộng 1 bằng mấy? 8 cộng cho 1 bằng 9. Đúng rồi, 8 cộng 1 bằng 9. Ủa, ba đâu có kêu con làm phép tính đó. Lộn, không phải là 8 cộng 1 mà bà la là 8 cộng 10. Nhưng mà cũng không phải 8 cộng 10. Sao kỳ vậy ta, tự nhiên bây giờ cái đầu mình nó sao sao á ta. Trời ơi, hai cha con này nó dốt đều luôn. Dốt qua nồi hả con? Không phải ba, tự nhiên cái đầu con nó bị bí sao đó. Hay là do cái mão này ta? Đúng. Hay đúng rồi ba, đúng rồi. Đúng không con? Đúng rồi, con khi mà cái con đội cái mão đó vô cái đầu con kiểu nó bị có nó nặng nặng đúng không? Nặng nặng xong cái nó ngột ngạt trong đầu á. Nó khó chịu lắm đúng không? Đúng rồi, nó khó chịu, nó cứng gì nó đè đầu này nè. Hai cha con tào lao. Bà. Ê ngoài. Để tao thử. Đừng có đợi được. Ba đội cho ba ngu đó. Ba có thấy sao không? Tao bình thường. Ba. Ba mà cũng đi đổi cái mão này lên nữa hả? Thì nó nói nè, nó nói là đổi cái mão vô kỳ kỳ. Không, thì tao phải đổi cái này vô. Ủa mà cái này cái là cái gì quên rồi. Cái mão. Thì cái mão. Thấy chưa? Gì? Ba mới vừa đổi vô thôi mà ba quên tên nó là cái mão luôn rồi. Ba thấy có vấn đề chưa? Mày. Không phải, con nghe người ta nói nha. Mấy cái mão này nè, thường người xưa họ làm long mão á là họ phải truyền sức mạnh, một cái sức mạnh linh thiêng gì đó, nó có ma thuật ở trong đó đó. Mà hỏi mà những người bình thường mà đội vô nha là sẽ bị có cảm giác như bị ngu muội luôn á. Sao mày đem về đây làm gì? Cái thằng mày lo đi đòi tiền rồi giám đốc Dũng cho ba.
Ủa ba, giám đốc Thịnh mà. Thì giám đốc Dũng đó. Ờ Thịnh. Thấy chưa, thấy chưa, nguy hiểm quá rồi kìa. Chết rồi. Ê, đừng có tầm xàm nữa. Làm gì mà có chuyện đó? Có. Tôi đòi cho mà có. Đừng có đòi. Cả nhà đã hy sinh rồi, không thể nào hy sinh thêm em được nữa. Anh cấm nha. Bây giờ là ra sắc lệnh luôn nè. Kể từ bây giờ nha, cấm cái nhà này, tuyệt đối không ai được đội cái mão này. Cái mão này sẽ đưa vào viện Hàn Quốc cấm. Vô niêm phong ở lại. Giấu luôn. Tào lao quá à. Không chịu đâu, phải chơi lại. Có chơi tới sáng thì mày cũng thua mà. Không được, lần này tao nhất định phải thắng được mày. Ủa, con chào chú. Ờ. Chào cậu. Ừ. Chơi đi. Ừ. Bạn chào hỏi đi. Tại hạ xin được chỉ giáo. Chết nè. Trời ơi. Mày nói rồi mà. À, chắc là tao đổi cái mão đó lên nên tao mới ngu muội. Hay là mày đổi lên giống tao đi, cho cái đầu mày ngu muội luôn. Làm gì có chuyện đó, ngồi yên đây để tao đi lấy. Đã nói không có rồi mà. Có. Tâm Anh kêu ảnh được thì giỏi quá ha. Dạ, chị con chỉ cho con đó. Chị con là siêu sao trò này luôn. Siêu sao trò này luôn? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Đây nè, mày đổi lên đi. Mà nó không có chuyện đó đâu thì mày đợi lên đi. Đã nói không có đâu. Đợi lên. Không được. Đợi. Ấy á, cậu làm nha. Ở đâu có cái mũ đẹp quá vậy? Ê cậu, cậu được. Được rồi. Trời ơi trời. Thấy cậu đẹp trai không? Đẹp quá cậu. Hả? Cậu ơi. Ừ? Cái đầu của cậu giờ nó cứ kiểu vui á. Kiểu nó có xây tròn không? Xây tròn gì? Mắt gì xây tròn? Thấy đẹp trai mà. Nè, phong độ thấy không? Cậu. Số mấy cậu? Trời, số 3 hay số mấy? Ồ, hay vậy ta? Hay gì? Ghê vậy? Hay, mệt hai đứa này quá. Nè, hai đứa này. Ủa, sao kỳ vậy? Kỳ vậy ta? Tâm Ý. Dạ. Nhà đâu hết rồi? Dạ, mọi người ra ngoài hết rồi chú. Còn Tâm Anh thì đang ngủ ở trên lầu á. Hèn gì? Thường ngày nhà sùm mà. Hôm nay thấy lặng thinh à. Dạ à, chú chờ con xíu nha. Để con vô con chuẩn bị đồ ăn cho chú. Thôi khỏi. Mới ngủ dậy mà ăn uống cái gì. Hôm nay chú được rảnh, không biết làm gì hết. À mà nè. Dạ. Chú nghe nói con là cao thủ ảnh thuật xì đúng không? Dạ. Dạ cũng bình thường à chú. Bình thường? Bình thường như thế nào? Dạ. Tại con chưa có chơi thua ai bao giờ hết. Có thiệt không á? Dạ, thiệt. Vậy thử chơi với chú đi. Dạ. Sao? Chú không đủ tầm chơi với con hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Vậy thì chơi nha. Tâm Anh nó chỉ với chú hết rồi. Truyền bí kíp với chú. Nên chú chơi cũng đỉnh lắm á. Tại hạ xin được chỉ giáo, đúng không? Dạ, sao cũng được. Sao không được là sao? Phải đúng thủ tục chứ. Tới con đó. Được chưa? Ủa? Sao kỳ vậy ta? Tâm Anh chỉ mình đúng mà. Đáng lấy ra mình ra cái bao, bên kia phải ra cái búa mà ta. Chơi lại. Coi như là xé nháp. Dạ, nữa hả chú? Đúng rồi, cái đó chỉ xé nháp thôi. Với bây giờ mình chơi bình thường á, buồn lắm. Bây giờ mình chơi ai mà thua sẽ bị bún tráng. Bún tráng hả? Đúng rồi, chơi như vậy mới có tinh thần chiến đấu. Được chưa? Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Ủa sao kỳ vậy ta? Thôi được rồi, chú thua rồi, cậu bung đi. Anh hùng nam nhi di chí, bung đi. Nè, bún đi. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi? Con bé này. Tâm ý. Dạ. Bây giờ mình chơi quảnh đường xì lại một lần nữa đi. Nè, chú mới nghĩ ra quy luật này nè. Nhất định chú sẽ thắng con. Nữa hả chú?
chơi một xíu thôi, một xíu thôi nha. Nhưng mà bây giờ con phải làm gì coi? Ồ vậy hả? Vậy để chú dọn phụ con. Dạ thôi khỏi đi, để con làm được rồi. Vậy mình chơi nha, chơi nha. Ngồi xuống chơi. Chú cứ để đây đi, cho con dễ dọn hơn. Ờ, vậy chú con này. Vâng. Lần này chú nhắn con nè, chơi một xíu thôi, một xíu thôi. Vậy một chút xíu thôi nha chú. Ờ, chuẩn bị chưa? Quy lực chú hay lắm á, chú mới suy nghĩ ra luôn á. Con. Ủa? Sao qua thua hoài vậy ta? Được rồi, nè con bún đi. Con thắng dạ, bún đi. Thôi khỏi đi chú ơi. Khỏi gì mà khỏi. Con thắng bún đi. Nè bún đây nè. Dạ, vậy con bún nha. Bún đi. Ui da. Đau quá, đau quá. Lại, lần này chú sẽ thắng nè. Ủa, nhưng mà chú nói cho một xíu thôi mà. Ủa, hồi nãy chú có nói gì hả? Không, bây giờ một xíu thôi, một xíu nữa thôi, một xíu thôi. Con còn làm việc nữa chú ơi. Chú suy nghĩ rồi, lần này chú sẽ thắng. Chú biết trong mắt con ra cái gì rồi. Một chút xíu nữa thôi. Nha. Con hả? Lại thua nữa hả ta? Sao kỳ vậy ta? Úi da. À, thôi đi làm nha chú. Khoan. Một lần nữa. Chút xíu nữa thôi, một chút xíu thôi. Nãy giờ nhiều lần chút xíu lắm rồi chú. Chút xíu thôi, lần này chú thắng. Bây giờ chú biết cách rồi, chú biết là con sẽ ra cái gì rồi. Tâm ý. Dạ. Chơi một ván nữa. À, nữa hả chú? Nhưng mà chú có điều kiện nha. Là con phải đổi cái mão lên. Tại vì chú đã đổi nó lên rồi, con đổi lên mới công bằng. Dạ. Chú suy nghĩ kỹ rồi, chú thua là vì cái mão này nè. Nhưng mà chú tin cái mão đó thiệt hả? Tin chứ, mọi người trong nhà nói ai đổi cái mão lên là sẽ bị mù mị. Chú đổi rồi, bây giờ con đổi đi. Đổi cho công bằng nha. Đổi lên. Đó. Đó. Thấy mù mị chưa? Dạ. Chuẩn bị nha. Tài xin được chỉ giáo. Một, hai, ba. Đó, thấy chưa, chú nói mà. Thấy chưa, tại vì cái mão này nè. Mong lần này là chú giỏi, hay tại cái mão làm cho con mù mị ta? Chắc là tại cái mão thiệt đó chú. Ờ, chú nghĩ vậy. Thì ra do cái mão làm chú ngu. Dạ, vậy thôi con đi nha chú. Ê nè, khoan đã. Lại đây. Lại đây. Đưa Trang đây. Chú bị con bún rồi, bây giờ chú phải bún lại mới công bằng đúng không? Dạ. Nữa không? Có muốn nữa không? Muốn dạ, nữa không? Con đi làm việc nha chú. Thì ra nếu không thua, không biết sẽ còn bị bắt chơi tới chừng nào đây. Dạ, con chào chú. Ồ. Chú đi làm hả chú? Đúng rồi. Dạ. Dạ, nào học hành sao rồi? Chú nghe nói là tháng sau thi đúng không? Dạ, cũng nhờ Nguyên mà con tiến bộ nhiều rồi. Cho nên là kỳ thi sắp tới, con cũng không có lo lắm. Ừ, vậy có gì á cần giúp, cứ nói chú nha. Chứ một mình Nguyên chắc cũng không đủ đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, bữa nào rảnh ăn tôi xì với chú nha. Dạ, chắc chắn rồi. Hứa rồi đó nha. Chú đi làm đây. Dạ. Chú đi làm cẩn thận nha chú. Chú biết rồi. Chú lớn rồi mà y như con nít, lại bắt mình chơi đến khi thắng thì thôi. Cũng tại cái mão quái quỷ đó mà. Mà vô, mão vua chúa y như thật đây. 100 ngàn một mão. Mua nhanh thì còn, chậm chân thì hết nha bà con ơi. Mãi vô. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.